Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, bây giờ thì chúng ta cùng nhau mở lời Chúa ở trong sách Sáng Thế Ký chương 18. Sáng Thế Ký chương 18. Chúng ta đọc chung với nhau câu số 19. Dạ, chúng ta cùng nhau đọc ạ. Ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình. Dạ, chúng ta đọc lần nữa. Ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình mà ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Dạ, xin cảm ơn Hội Thánh. Chủ đề tôi chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay đó là người lãnh đạo gia đình của Chúa. Chúng ta có cái ngày của mẹ trong tháng rồi, và chúng ta cũng có cái ngày của cha trong tháng này. Không biết vì sao lại là ngày của mẹ là đi trước ngày của cha? Phải chăng là lady first, phải không ạ? Đối với ở phương Tây thì họ rất là quý trọng, thứ nhất là trẻ em, thứ hai là phụ nữ, và thứ ba là vật nuôi, thú cưng. Và thứ năm, ý thứ tư mới là mấy ông. Cái điều đó là cái ưu tiên để được quan tâm, yêu thương và bảo vệ. Và gần đây rất là nhiều ở trên các trang mạng thì quý bà chị em thấy rằng là họ thường có những cái clip vui, cái clip hài, gọi là cái nóc nhà. Và khi nói đến nóc nhà thì người ta nói là ai ạ? Cha hay vợ hay chồng hay là vợ ạ? Yeah, đối với người thế gian là đó là cái nóc nhà, đó là vợ. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì cái nóc nhà là vợ hay là chồng? Là chồng. Yeah. Kinh Thánh nói rằng là chồng là đầu vợ, giống như là Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Nói một cách khác, từ ban đầu khi tạo dựng nên loài người thì Đức Chúa Trời đã ban cho người nam cái quyền lãnh đạo gia đình, và người nữ là người giúp đỡ. Người nữ không phải là người thấp kém hơn, nhưng là người giúp đỡ, tức là người đóng một cái vai trò không thể không quan trọng so với cái người lãnh đạo gia đình. Và Chúa nói là vì loài người ở mình không tốt, cho nên Ngài tạo nên một người để giúp đỡ giống như nó. Và cái vai trò của người nam là người lãnh đạo, nhưng vai trò của người nữ là người xây dựng. Cho nên cả hai đều quan trọng. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài luôn luôn Ngài muốn ban phước cho gia đình của chúng ta. Như vậy sự ban phước cho của Chúa cho gia đình nó không chỉ riêng là người nữ hay là con cái, nhưng mà Chúa ban phước cho cái đầu. Cái đầu mà được ban phước, cái đầu mà được đổ dầu thì dầu sẽ chảy xuống râu, đến trôn áo, và cả con người đó đều có dầu. Đối với nhiều xã hội thì người ta coi trọng nam khinh nữ, nhưng cũng có xã hội thì trọng nữ mà khinh nam. Vừa rồi có một người anh em ở trên Đắk Lắk, dân tộc Ê-đê, lấy vợ có 3 đứa con, sau đó vợ qua đời, thì bên nhà vợ đuổi người chồng ra khỏi cái căn nhà đó, bởi vì căn nhà đó là bên vợ cho, và bắt 3 đứa con lại, coi như bây giờ ông chồng không có gì hết, gọi là đi ra trắng tay. Như vậy cả hai thái cực này đều không đúng, phải không ạ? Trọng nam khinh nữ cũng không đúng, mà trọng nữ khinh nam cũng không đúng. Khi chúng ta trọng nam khinh nữ thì người nam là người gọi là người cai trị, và
trong cái sự cai trị đó là giống như là gì? Là ra lệnh. À, ra lệnh coi như là nói là đó là con vịt thì nói là, mà nói là con gà thì vợ cũng phải nói con gà. Nhưng mà như xã hội trọng nữ khinh nam thì cũng không được. Và như vậy chúng ta trở lại đúng cái trật tự của Đức Chúa Trời và trật tự trong sự tạo dựng cũng như trật tự trong gia đình, thì lúc bây giờ Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước cho gia đình của chúng ta. Tôi giả sử nếu tôi muốn đổ nước vào trong cái ca này thì tôi phải để cái ca như vậy và tôi rót nước vào. Nhưng nếu tôi lật cái ca này lại, tức là tôi đảo ngược cái thứ tự, tôi có đổ nước trên cái ca và nước vẫn chảy trên cái ca này, nhưng mà nước có vào bên trong được không? Nó không thể vào được, bởi vì nó đã thay đổi cái thứ tự. Có nhiều cặp gia đình thì người vợ lớn tuổi hơn chồng và nói rằng tôi, bởi vì em lớn tuổi hơn anh cho nên em có quyền trên anh, em ra đời trước cho nên em hiểu biết trước. Có đúng không? À, người Việt Nam có một câu như này: thương thay cho phận đàn bà, dù lớn hơn bao nhiêu tuổi vẫn là đàn em. Vậy thì tôi hỏi xin các cô, khi quyết định lấy cái người chồng đó và người chồng đó có thể nhỏ tuổi hơn mình, vậy thì mình kêu bằng em hay kêu bằng anh? Và nếu kêu bằng anh, và mình cũng là xưng em chứ, đúng không ạ? Có nghĩa là tình nguyện để làm em, đúng không? Vậy thì làm sao? Nếu mà chúng ta khôn ngoan, chúng ta nên đẩy cái ông chồng lên, đẩy ông chồng để ông chồng càng yêu Chúa. Và tôi nói là ông chồng càng yêu Chúa thì mấy cô khỏe lắm, mấy cô sướng lắm, khỏi cần lo cái gì hết, khỏi cần lo đi ra đường anh đi đâu, mấy giờ về, không cần nữa. Tại vì sao? Vì người đó yêu Chúa và kính sợ Chúa rồi. Đây. Cho nên chúng ta thấy rằng là dầu cho người nữ có thể học thức cao hơn, có thể làm bất cứ cái gì ở trong xã hội, có thể vị trí cao hơn, nhưng mà trong về một phương diện thì người nữ luôn luôn, nếu đã bước vào trong hôn nhân thì cái quyền lãnh đạo lại là người nam. Tôi có gặp một bà mục sư tên là bà Deborah ở tại bên Campuchia. Bà là người Thái, nhưng mà khi bà đi du học ở Mỹ thì chồng của bà là người Campuchia cũng đi du học ở đó. Mà cuối cùng thì gặp nhau và hai người cưới nhau. Thì khi mà trở về Campuchia thì chồng á lại được làm chức lớn ở trong cung điện hoàng gia. Chức lớn lắm, hình như là tôi nhớ rằng là năm khoảng 2009 chúng tôi đi bên đó thì cái chức vụ của ông là đại tá. Nhưng mà ông không được kêu gọi để hầu vị Chúa. Và khi vào trong cái buổi nhóm thì ở đây tôi không biết là có ai đã từng nghe bà mục sư Deborah ở bên Campuchia giảng chưa? Cô Liên có nghe được không? Phải nói rằng tôi nói là giảng lửa kinh khủng luôn. Một mình bà chấp hết. Một mình bà có thể giảng, sức lực của bà có thể được gặp mấy người đàn ông. Và khi mà đứng bên bà giảng có nói rằng là ông ở dưới amen amen, ông ở dưới rất là amen với cái lời giảng của bà. Nhưng thương bà chị em, khi mà bước xuống khỏi bục giảng rồi thì ông bà luôn luôn đi phía sau ông và luôn luôn lắng nghe ông và thuần phục. Đó có phải là dạy không hay là khôn ạ? Đó là khôn ngoan theo ý của Chúa. Đây. Cho nên cái người nam được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng đại diện cho ảnh tượng của Ngài, đại diện cho quý quyền của Ngài, đại diện cho sự khôn ngoan của Ngài, đại diện cho sự hoàn hảo của Ngài, đại diện cho sức mạnh của Ngài. Không có nghĩa là đàn ông hơn đàn bà, bởi vì có những điều của người nữ làm đàn ông mình làm không được. Ngược lại có những điều của người nam làm người nữ làm không được. Cho nên Chúa dùng cả hai để có thể bổ khuyết cho nhau. Cho nên nếu cái người nam mà Chúa Ngài đã dùng để trở thành người lãnh đạo, nhưng mà vai trò của người nam lãnh đạo phải là người nam của Chúa hay là người nam Chúa chọn, thì như thế nào đây? Đức Chúa Trời đã tạo dựng Adam. Sau khi Adam sai trật thì bị đuổi ra khỏi Eden. Rồi sau đó
sanh ra Ca-in và A-bên, người công bình. A-bên đã bị giết thì còn lại Ca-in là người xấu. Nhưng một thời gian sau Adam ăn ở với vợ và sanh ra một người tên là Seth. Rồi cuối cùng sanh ra một người tên là Henoch. Rồi Henoch, những người kính sợ Chúa này đồng đi với Đức Chúa Trời và cuối cùng mất biệt luôn. Sau đó thì Chúa thấy rằng là thế giới này bại hoại quá, và Ngài nói rằng trong điều làm lạc loài người chỉ là xác thịt, cho nên đời loài người được giới hạn 120 năm mà thôi. Trong cái lúc đó thì Ngài lại tìm thấy một con người, người đó tên là Noe. Và Chúa đã dùng Noe để rao giảng phúc âm trong hơn 100 năm. Nhưng mà cuối cùng thì loài người vẫn gian ác và Chúa hủy diệt loài người bằng trận nước lụt, mà cứu được gia đình của Noe là người công bình. Nhưng mà sau đó nữa thì anh chị em nói là con người, khi mà con người ra khỏi cái tàu và xem Cham, Japhet được rải ra khắp nơi, thì lúc bấy giờ con người lại trở nên kiêu ngạo và muốn rằng xây một cái tháp đến tận trời. Và điều gì xảy ra? Chúa làm lộn xộn tiếng nói. Trong Sáng Thế Ký chương 11, Chúa đến, Chúa làm lộn xộn tiếng nói. Và chúng thấy dường như kế hoạch của Đức Trời bị bế tắc, phải không? Con người luôn luôn có cái xu hướng nổi loạn. Tại vì sao? Khi Adam và Eva đã ăn trái cây biết được thiện điều ác, thì cái điều đó nó đã đi vào trong con người. Và cái tư tưởng nổi loạn của Lucifer đã gieo được vào trong Adam, gieo được vào trong Eva. Và từ đó cái sản phẩm được sinh ra luôn luôn là nổi loạn, nổi loạn, nổi loạn, nổi loạn. Luôn luôn có cái mầm mống nổi loạn. Cho nên con người lúc nào cũng chống lại, chống lại, chống lại. Và cuối chương 11 thì Đức Chúa Trời đã kêu gọi một người, đó là Abraham. Abraham không phải là người công bình giống như Noe. Abraham là một người mà ở trong một cái gia đình thờ cúng hình tượng. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã gọi Abraham từ Charan, là cái nơi mà thờ cúng hình tượng đó, ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ông để đi đến xứ Chúa chỉ cho. Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham không phải là một con người hoàn hảo, mà từ đó dòng dõi của Abraham được lại là dòng, được gọi là dòng dõi của đức tin. Cho đến ngày hôm nay tôi mà em tin Chúa, Chúa cũng gọi chúng ta là con cháu gì? Con cháu thật của Abraham. Không phải là thân thể, nhưng mà con người bề trong chúng ta được gọi là con cháu thật của Abraham. Vậy thì một phương diện, Chúa đã chọn Abraham và Ngài đã có một kế hoạch cho Abraham. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây, Abraham đã đi từ cái chỗ được gọi đó, rồi ông có nhiều cái sự vấp váp trong đoạn 12 đầy sự thất bại. Nhưng mà dần dần Đức Chúa Trời, Ngài nói ngươi hãy đi trước ta để trở nên một người trọn vẹn trong Sáng Thế Ký 17. Tôi đang cô động về cái lịch sử để mà chị em biết Abraham là ai, mà tại sao Chúa lại chọn Abraham. Đến đoạn 17 thì Chúa đã đổi tên Abraham thành Abraham, Sarai thành Sarah, và Chúa hứa rằng ngày này năm sau sẽ có một đứa con được ra đời. Và thế là dòng dõi của Abraham đã được bắt đầu từ đó. Trở lại ở trong Sáng Ký đoạn 18 này, thì nếu chúng ta đọc ở bên trên á, thì chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời Ngài muốn hủy diệt cái thành Sodom Gomorrah. Và Kinh Thánh ghi chú này ở trong câu 17, Đức Chúa Trời phán rằng lẽ nào ta giấu Abraham điều chi, ta sẽ làm sao? Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh, các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Đây là cái kết, cái ấn định hay là cái kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho Abraham. Giống như sáng nay cô Liên đã chia sẻ chúng ta đó, là mỗi một người trong chúng ta, Chúa có một kế hoạch cho tôi và miếng bà chị em. Không biết bà chị em có tin điều đó hay không, nhưng Chúa có một kế hoạch, cũng như Ngài có kế hoạch cho Abraham là gì? Abraham sẽ trở nên cường thạnh, Abraham sẽ nên trở nên một dân lớn, và các chi tộc hay là dân tộc đến thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Trong cái phần này, câu 18 này là nói có 3 điều của Abraham thôi, nhưng mà ở trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 2 câu 3 thì có tất cả là 7 điều mà Chúa hứa với Abraham.
Đó là một lời hứa trọn vẹn mà Đức Trời hứa với Abraham. Như vậy Chúa khẳng định là gì? Abraham chắc sẽ trở nên một dân lớn. Abraham chắc sẽ được phước. Abraham chắc sẽ trở nên cường thạnh. Abraham chắc sẽ trở nên nguồn phước cho mọi dân tộc. Vậy nếu Abraham là người mà ở trong cái ý muốn của Đức Chúa Trời và cái kế hoạch của Đức Chúa Trời hoàn hảo cho Abraham như vậy, thì Chúa nói rằng tất cả những người tin Chúa Giê-xu đều là con cháu gì? Thật của Abraham. Vậy thì ông bà chị em có tin rằng nếu lời hứa Đức Trời hứa với Abraham thì lời hứa đó cũng dành cho những người tin Chúa Giê-xu sẽ được lời hứa của Abraham không? Và nếu chúng ta tin thì chúng ta cũng sẽ được phước giống như Abraham, và những điều mà Đức Chúa Trời Ngài nói tiên tri cho Abraham hoặc là lời hứa của Ngài đều sẽ được ứng nghiệm trên chúng ta là người tin kính Chúa, đặc biệt là người nam của Đức Chúa Trời. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ xem người lãnh đạo của Đức Chúa Trời hay là người lãnh đạo gia đình của Chúa cần có hội đủ những cái điều kiện gì. Trong câu số 19 cho chúng ta thấy, ta đã chọn người. Điều đầu tiên mà người lãnh đạo gia đình của Chúa là người được Chúa chọn, hay là cái từ chọn này trong tiếng Anh dùng là từ là gọi là ta biết cái người đó. Ta biết được cái đời sống của người đó. Sự biết ở đây không nói về biết lẽ thông thường, nhưng biết ở đây có nghĩa là biết từng bên trong lòng của người đó, biết được quá khứ của người đó, biết được hiện tại của người đó và biết được tương lai của người đó. Vậy thì khi chưa có một ngày nào trên đất này, Đức Chúa Trời có biết chúng ta không? Chúa đã từng nói với Jeremy như thế nào ạ? Ngươi từ khi chưa lọt khỏi lòng mẹ thì ta đã biết ngươi rồi. Khi ngươi chưa có một ngày nào trên đất thì ta đã biệt riêng ngươi để ngươi trở thành tiên tri cho các nước rồi. Có nghĩa là gì? Là Đức Chúa Trời đều có một kế hoạch cho tôi mà xem. Cái quan trọng là khi chúng ta lớn lên, chúng ta khám phá hay là tìm biết được kế hoạch của Đức Trời ở trong Kinh Thánh, hay là cái chương trình của Ngài trong Kinh Thánh, hay là trong Chúa Giê-xu chương trình của Ngài cho chúng ta. Ngày xưa tôi đâu biết, tôi biết tôi được Chúa dùng như thế nào. Cách đây mấy hôm Chúa kêu tôi mở lại trong sách Khải Huyền, tên của tôi là gì. Tôi giật mình, mặc dầu tôi từng được nhắc, nhưng mà lúc mà Chúa hỏi á, là tôi biết là chắc chắn là có một vấn đề. Tên của con là gì đây? Dạ tên con là Lam Bửu. Con là cái viên đá thứ mấy ở trong đền của Chúa này? Tôi cũng quên, tôi không biết là tôi viên đá thứ mấy. Tôi mở Kinh Thánh ra tôi thấy, ô, tôi là viên đá thứ nhì. Và tôi nhớ rằng ngày xưa khi tôi được sanh ra thì ba tôi mới muốn đặt một cái tên cho tôi, mà muốn đặt cái tên trong Kinh Thánh. Thì sau này thì anh hai tôi mới nói rằng là anh và ba là người, anh là người đề nghị để ba chọn cái tên, đặt tên cho em tên là Lam Bửu. Tôi đâu có biết rằng là cái tên này nó là gắn liền với tôi, và nó gắn liền không phải chỉ riêng cái đời sống cho tôi, nhưng mà gắn liền về quy quyền và bổn tánh. Và cái tên này ba tôi muốn đặt cho tôi là muốn cho tôi được ở trong nhà của Chúa. Tôi không biết, tôi nhỏ tôi đâu biết gì đâu. Và hồi lúc nhỏ tôi đã nhiều lần bị ma quỷ nó muốn tìm cách giết tôi. Mê chăn bò, mà chăn bò mà không có lấy tiền, chăn dùm. Một lần kia mấy con bò nó nổi loạn và nó càng qua tôi luôn. Tôi nhỏ quá, tôi cầm mấy cây, tôi đứng tôi thủ vậy này, nhưng mà nó đâu có sợ. Nó càng qua tôi luôn và tôi té xuống. Hàng chục con bò đi ngang qua tôi mà nó không đạp lên tôi. Rồi có lần thì tôi, nhà tôi là ngay chỗ đường lộ quốc lộ 1, mà tôi lạ lắm, có một cái gì đó thúc giục tôi là cứ đứng nhìn thấy chiếc xe nó chạy đằng kia, nó chạy tới, nhưng mà không chịu băng qua lộ đâu. Đợi chừng nào nó gần tới thì mới băng qua lộ. Mà chừng nào chiếc xe nó thắng cái két mà nó lết bánh á thì là càng khoái chí nữa. Và lần đó tôi bị đòn cũng no luôn. Rồi có lần tôi bị đuối nước, tôi tưởng chừng là tôi đã chết. Ma quỷ nó tìm cách nó giết.
anh chị em biết rằng nó đã từng tìm cách giết Môi-se. Khi Đức Chúa Trời Ngài dùng cha, dùng mẹ của chúng ta, đặc biệt là người cha có cái quy quyền để đặt tên, có nghĩa là người cha muốn con của mình, khao khát con của mình, tại vì Chúa trao cho cái quy quyền đó, để có thể trở thành một người như thế nào ở trong Chúa. Thì Satan nó biết, nó biết do cái tên người cha đặt, cho nên nó tìm cách, nó muốn giết, nó muốn hủy diệt. Vì sao mà chúng ta phải dâng con của mình trong tay Chúa là như vậy? Thì con mình sanh ra chúng ta dâng con mình trong tay Chúa để Chúa bảo vệ, và cái chương trình đó được thành ở trên đời sống của nó. Và tôi, Chúa đã cho tôi tới lớn lên thì tôi bắt đầu tự nhiên có một điều gì đó, tôi cực kỳ là ham thích lời Chúa. Khi bắt đầu vào trong trường học, học mà biết cái đầu ghép vần, thì tôi lại là mở quyển Kinh Thánh hội Gideon á. Là tôi mở ra, tôi đã đọc, ba tôi nói rằng là hồi lúc mà con biết đọc, con bắt đầu học, mà về mà con quyển sách đầu tiên con đọc, đó là Kinh Thánh. Mà điều đó dường như là có một cái gì đó mà Chúa đã đặt để trong tôi. Nhưng thưa anh chị em, lớn lên tôi lại thích đi kiếm tiền, đi ra ngoài kiếm tiền, đi ra ngoài kiếm tiền. Nhưng mà đi làm thì lại thất bại, đi làm thất bại, tốn bao nhiêu tiền cũng thất bại. Cuối cùng thì tôi hỏi một người anh em kia, ủa vậy mình đi hầu việc Chúa mình có tiền không vậy? Người anh em kia, có chứ. Tôi nói, à, được bao nhiêu vậy? Lương tháng nhiêu vậy? Thật ra cái lương tháng, gọi là lương, không phải là lương, nhưng mà chỉ là cái phụ cấp để đổ xăng và ăn uống, không có bao nhiêu cả. Tôi bắt đầu suy đi tính lại, tôi nghĩ rằng là gì? À, bây giờ để bao nhiêu đây nhưng mà khỏe, mình không có đi làm vất vả. Thứ hai là mình ăn mặc sang trọng, người ta gặp mình chào thầy, ngon lành lắm. Nhưng bạn bà chị em ơi, lúc đó cũng là lúc mà tôi thật sự tôi đã bước vào để học trường Kinh Thánh mà đi hội Chúa. Nhưng tôi đâu có biết rằng là sau cái những cái hào nhoáng, những cái quy quyền mà Chúa cho các mục sư, những cái ơn mà Chúa cho các mục sư trong sự rao giảng đó, thì đó là sự tôi luyện. Tôi chưa tưởng tượng một cái trường tôi luyện nào mà bằng cái trường của Đấng Christ. Tôi luyện một cách kinh khủng. À, tôi không nói để mọi người sợ đâu, nếu ai muốn hầu vị Chúa thì cứ tiếp tục dấn thân nha. Dạ, không phải là sợ. Nhưng mà anh chị em ơi, ở đây là chúng ta phải biết rằng là gì? Chúa Ngài đã chọn chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Khi tôi mà cho em tin Chúa Giêsu là Chúa đã chọn chúng ta rồi. Mà cái kế hoạch của Ngài chọn là gì? Ngài đã định thì Ngài chọn, và Ngài đã chọn thì Ngài đã làm gì? Xưng là công bình, và Ngài đã làm cho xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đó là cái kế hoạch từng giai đoạn mà Chúa dùng chúng ta. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có chấp nhận để bước lên trên cái hành trình đó của Chúa hay không? Hay là chúng ta đôi khi chúng ta nói, ôi Chúa ơi, con thấy người kia được sức giàu quá, nhưng mà con muốn bước vào. Mà khi bước vào, mới bước vào chúng ta thấy khó khăn quá, chúng ta lại lui ra. Rồi chúng ta lại thấy người ta lại được sức giàu nữa. À, ở đây một số anh chị em có thể biết ông, hiện bây giờ ông mục sư, ông tên là tuyên tri anh Luca. Người ta chỉ thấy ông đứng ở đó, ông cầu nguyện cho người này người kia được chữa lành, rồi nói tiên tri, rồi kêu kẻ chết sống lại, giống như là đánh thức một người đang ngủ. Nhưng có ai biết rằng là ông đã giam mình ở trong phòng riêng cả tháng trời như vậy. Ông ở riêng và ông chỉ cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện với Chúa thôi. Và cái sự sức dầu của Chúa đến trên ông một cách rất là lạ lùng. Trên người được Chúa chọn, chúng ta tất cả đều được người Chúa chọn hết. Ngài chọn để chúng ta trở thành một dân riêng cho Ngài. Ngài chọn để chúng ta trở thành một nước thầy tế lễ cho Ngài. Ngài chọn để chúng ta trở thành người thờ phượng Chúa. Nhưng Đức Trời còn muốn cho chúng ta gì? Ngài muốn cho chúng ta được trở nên được vinh hiển nữa, chứ không chỉ là chọn mà thôi. Trên tên của toàn bà chị em chắc chắn được ghi trên thiên đàng. Ngay khi chúng ta tới nhận Chúa là chúng ta đã có sự sống đời đời rồi, chứ không phải đợi khi chúng ta gặp Chúa mới được sự sống đời đời. Bởi vì đó là cái kế hoạch của Chúa cho chúng ta. Nhưng ở đây Chúa chọn Abraham là một điều đặc biệt, bởi vì Ngài chọn Abraham để thực hiện lời hứa của Ngài cho Abraham và cho dân tộc và cho thế gian. Như vậy sự chọn lựa này có đặc biệt không anh chị em? Rất đặc biệt. Sự chọn lựa này rất đặc biệt.
Trong Kinh Thánh cũng có nhiều người Chúa nói, Chúa chọn. Chẳng hạn như đối với Mạc Mary, hỡi người được ơn mừng cho người, Chúa ở cùng người. Và sứ đồ Giăng ông gửi trong Giăng nhì nói rằng là hỡi ba được chọn kìa. Biết bao nhiêu ngàn người nữ đồng trinh lúc bấy giờ, nhưng mà tại sao Mary được chọn? Biết bao nhiêu người như là Joseph, nhưng mà Chúa cũng chọn Joseph để trở thành một cái người, để là người người cha đỡ đầu cho Chúa Giêsu, để bảo vệ Chúa Giêsu trong cái thời gian lúc bấy giờ. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là ồ, tôi thấy tôi không có việc, không có một cái chức vụ gì ở trong hội thánh, chắc là Chúa không có chọn tôi. Thưa ông bà chị em, không phải. Không phải đời chúng ta có chức vụ thì Chúa mới chọn. Nếu chúng ta nhìn lại Abraham thì Abraham có chức vụ gì không? Không có. Không phải như Môi-se, không phải như Joseph, không phải như các tiên tri khác, nhưng Abraham không có một chức vụ gì cả. Nhưng Ngài nói gì? Ta chọn người để người dạy các con cùng nội nhà người để kính sợ Chúa. Khi trở thành một, biết mình là một người được Chúa chọn, đặc biệt là người nam ở trong nhà của trong gia đình Cơ Đốc, thì chúng ta tập Chúa vào điều gì để xứng đáng được cái điều Chúa chọn. Xin lỗi bà chị em, ngay khi được sinh ra là một người nam thì có nghĩa là Chúa đã chọn rồi, phải không? Chúa đã chọn để Ngài ban phước cho một gia đình, Chúa đã chọn để mình trở thành một người lãnh đạo gia đình rồi. Như vậy chúng ta làm biết mình là người Chúa chọn thì chúng ta cần phải chú ý cho chắc chắn về sự kêu gọi và sự chọn lựa đó. Bây giờ chúng ta xem cái người được Chúa chọn là người như thế nào này. Ở trong câu phần kế tiếp là khiến người dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm điều công bình và điều Ngài tặng. Điều đầu tiên đó là ngày, mục đích của Ngài chọn lựa đó là để khiến dạy các con cùng nội nhà người. Ở đây chúng ta thấy rằng là không chỉ dạy con cái, nhưng Abraham dạy các con cùng nội nhà người. Khi Abraham ra đi chỉ có ông bà Sarai và Lot. Nhưng khi ông trở về từ Ai Cập thì ông được Pharaoh cho ông chiên bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Và tổng cộng số người mà Abraham đã có trong Sáng Thế Ký đoạn 14 đó là 318 người. Có ai mà một người mà nuôi dạy 318 người ở trong nhà của mình không? Mình nuôi 8 người còn nuôi không nổi đây, đừng nói chi là 318 người, phải không? Nhưng Abraham là người đã dạy và nuôi 318 gia nhân. Vừa làm việc nuôi họ và dạy cho họ đủ cách hết, kể cả cách đánh trận. Cho nên ở đây nói gì? Đức Giê-hô-va đã chọn người để khiến người dạy các con. Ở trong đoạn 18 này thì Abraham, cho đến lúc này Abraham được hai đứa con. Nhất là Ismael và thứ hai là Isaac, mới vừa được hứa và bà Sarah đã đang mang thai Isaac. Và chúng ta thấy cho đến đoạn thứ 21 thì Isaac mới ra đời. Nhưng mà đoạn 17 Chúa đã hứa rằng ngày này năm sau là Isaac ra đời. Thì có nghĩa là bà Sarah đã bắt đầu mang thai Isaac. Như vậy cho đến đây thì chúng ta thấy rằng là ông dạy các con có nghĩa là dạy cho Isaac, dạy cho Ismael, rồi cùng nội nhà người. Nội nhà người đó có nghĩa là tất cả những người mà Abraham đã tiếp nhận từ Ai Cập đưa về, thậm chí ông có tiền ông có thể mua nô lệ, ngày xưa người ta là như vậy. Chứ là không chỉ là dạy gia đình, nhưng mà cái trách nhiệm này rất là nặng nề, phải không ạ? Không chỉ dạy gia đình của mình, không dạy các con của mình thôi, nhưng dạy luôn cả những người mà Chúa Ngài cho phép được vào trong gia đình của ông. Vậy thì xin hỏi ông bà chị em, ở đây chúng ta là một người hầu vị Chúa. Có thể ông bà chị em nói là tôi chưa phải là mục sư. Không phải đợi mục sư mới là người hầu vị Chúa. Vậy thì ban chấp sự thánh có phải là người hầu vị Chúa mà? Khi anh làm chứng cho ai đó tin Chúa, có phải là anh em đang hầu vị Chúa không? Vậy thì anh chị em trước nhất là chúng ta là cha của một gia đình, chúng ta bắt đầu dạy các con. Nhưng những người không có con thì sao?
chưa có con thì sao? Như vậy thì chúng ta có những người nội nhà người không? Tức là có những người mà Chúa ngày dùng chúng ta để trở thành, họ trở thành người tin Chúa qua chúng ta không? Vậy thì chúng ta có trách nhiệm để có thể đem cái lời hứa hay là làm cho cái lời hứa của Chúa được ứng nghiệm ở trên gia đình của mình hoặc là ở trên gia đình thuộc linh của mình không ạ? Ở đây ai có gia đình mà chưa có con ạ? Dạ, anh Vũ, có ai nữa không ạ? Có gia đình mà chưa có con. Dạ. Bây giờ giả sử như bây giờ anh Vũ chưa có con, nhưng mà về con thuộc linh thì có chưa? Có rồi. Vậy thì cái điều mà Chúa ngài muốn chúng ta trở thành người lãnh đạo gia đình của Chúa, nó không chỉ là lãnh đạo gia đình là con của mình mà thôi, nhưng mà người lãnh đạo này là lãnh đạo và con dạy dỗ cho các con thuộc linh. À. Cho nên điều thứ nhất là dạy các con cùng nội nhà người để giữ theo đạo Chúa. Vậy thì cái vai trò của người lãnh đạo là gì? Ở trong Timôthê thứ nhất chương 3 câu 4. Timôthê nhất chương 3 câu 4. Chúng ta đọc chung với nhau ha. Xin bắt đầu. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Yeah. Khéo cai trị nhà riêng mình. Ở đây Kinh Thánh dùng cái từ là cai trị, một bản dịch khác dùng là quản trị. Nhưng trong nguyên nghĩa cái từ cai trị này có nghĩa là đứng trước, chịu trách nhiệm, làm gương, đứng trước mọi sự việc, rồi chịu trách nhiệm về chính cái quyền lãnh đạo của mình. Khi được trao quyền cũng gắn liền với trách nhiệm. Có những người chỉ được trao quyền họ, nhưng mà họ làm sai thì họ cũng đổ lỗi cho người khác luôn. Giống như Adam được Chúa trao cái quyền lãnh đạo, nhưng khi Adam làm sai thì Chúa hỏi Adam: người có ăn trái cây ta dặn không nên ăn không? Thì Adam nói: không, thưa Chúa, cái người nữ mà Chúa đặt để bên con đưa cho con và con ăn rồi. Như vậy ông có nhận trách nhiệm không ạ? Không. Ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng cái người lãnh đạo là người phải gắn liền với trách nhiệm. Cái từ cai trị nó còn có nghĩa là chịu trách nhiệm, đứng đằng trước mọi cái nan đề, mọi cái sự việc, nhưng mà người đó cũng phải chịu trách nhiệm. Và cái điều thứ ba đó là gì? Nó làm gương. Làm gương. Rồi là chúng ta có nói chuyện trao đổi với một số người đó. Ủa tại sao người tin lành lại không uống thuốc, không uống rượu? Mục sư lại không uống thuốc, không uống rượu? Thì tôi mới nói rằng không phải chúng ta không có quyền để uống thuốc, không phải chúng ta không có quyền để uống rượu, nhưng bởi vì chúng ta muốn làm gương. Bởi vì cái điều đó nó có hại sức khỏe, tôi muốn làm gương. Vừa rồi tôi có đến thăm một cái gia đình này, hai vợ chồng có một đứa con. Và người vợ thì đúng ra người vợ cũng tin Chúa khá lâu rồi, người chồng thì chưa tin Chúa. Nhưng có một điều là người chồng dường như là người chồng có theo dõi bài giảng của tôi. Cho nên người chồng ấy hỏi tôi rằng là thường thì tại lớn cũng xem tuổi tôi, lớn hơn tôi một tuổi, hỏi tôi rằng là anh Vũ thường đi giảng ở đâu. Thế nghĩa là người này biết rằng tôi là người hầu về Chúa, mặc dù người vợ thì người tin Chúa và hiểu nhiều hơn, nhưng người chồng thì mới có thể mới theo dõi. Sau đó thì người vợ mới hỏi tôi rằng là anh uống bia được không? Tôi nói không, tôi không uống bia. Không phải là tôi không được uống bia, nhưng mà tôi không uống bia, tôi chọn tôi không uống bia. Tôi chọn tôi không uống. Như vậy thì mình uống nó vẫn, chẳng hạn như Phaolô nói với Timôthê là con uống một chút rượu vì tỳ vị của con. Nhưng tôi có quyền uống mà tôi có quyền không uống. Và mục đích như vậy là gì? Để tôi làm gương cho người khác. Nhân vì ngày của cha, tôi muốn nhắc lại cho tất cả quý bà chị em, đặc biệt là người nam của Chúa, rằng cái vai trò, cái trách nhiệm của tôi và bà chị em là người lãnh đạo, nhưng em theo một trách nhiệm là làm gương. Chúng ta không chỉ làm gương trước mặt mọi người, nhưng chúng ta cũng làm gương, kể cả không một ai quan tâm, không một ai theo dõi chúng ta, thì chúng ta vẫn là người phải gương mẫu. Tại vì sao? Trách nhiệm của tôi và bà chị em là cho một cái thế hệ. Trách nhiệm của tôi và bà chị em là cho biết bao nhiêu người mà chúng ta dạy dỗ,
trách nhiệm chúng ta là làm gương cho tất cả những người mà chúng ta dẫn dắt họ để họ theo Chúa. Ai là người nam xin đưa tay lên ạ? Người nam. Người đàn ông chứ không? Dạ. Chúng ta hãy đưa tay lên và nói rằng Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì con được Chúa chọn để trở thành người lãnh đạo và có trách nhiệm và làm gương. Amen. Dạ. Yeah. Mà khi làm gương thì không có bết bát được. Đúng không ạ? Làm gương chúng ta phải có một gì đó luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng. Chúng ta chủ động ở trong mọi sự, trong bết bát được. Đây là những chiếc cà vạt rất là đẹp. Đây, rất là đẹp. Sẽ tặng cho quý ông để chúng ta có thể thắt cà vạt. Anh chị em thử đi. Mà đặc biệt là ngày Chủ nhật chúng ta thờ phượng Chúa đó. Chúng ta mặc áo mà thắt cà vạt ha. Và ông quần đàng hoàng ha. Tự nhiên nó chỉnh tề lại ha. Rồi có những cái công việc mà trước đây mình có thể làm nhưng bây giờ mình có thể không làm. Và hãy nhớ mỗi lần chúng ta đi thờ phượng Chúa, những người nam là người được Chúa chọn, là những người chọn để lãnh đạo, là người chọn để làm gương. Amen. Dạ. Yeah. Một lần nữa các cô quay qua các người nam nói rằng là người mà người được Chúa chọn nhưng mà có trách nhiệm và phải làm gương. Nha. Yeah. Dạ. Yeah. Amen. Dạ. Yeah. Một lần nữa quay qua nói đừng nhếch nhác nữa. Hallelujah. Dạ. Yeah. Đừng có lôi thôi nữa, đừng có nhếch nhác nữa, vì người là Chúa chọn mà. Phải không ạ? Chúng ta sẽ làm một cuộc cách mạng nữa. Dạ. <Yeah. cười> Phụ nữ thì nói chung là mặc làm sao xinh đẹp được rồi. Dạ. Yeah. Chừng nào mà hướng dẫn chương trình hay là chừng nào mà hát thờ vượng Chúa đúng không? Nó có thể mặc áo dài được, cứ mặc. Thật ra thì trong những cái lễ mỗi một quốc gia đó thì có những cái lễ phục gọi là lễ phục truyền thống, thì người nữ có thể mặc theo cái lễ phục. Cũng không nhất thiết là chúng ta phải mặc áo dài thì mới là đẹp đâu. Việt Nam chúng ta thì rất là đa dạng. Nói chung mặc làm sao đẹp là được. Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa. Rồi cái điều thứ hai mà Chúa, cái người được Chúa chọn là gì? À xin lỗi, đứng đằng trước nè, chịu trách nhiệm làm gương. Rồi cái một cái trách nhiệm nữa của người nam của Chúa, chúng ta xem ở trong Timothée nhất đoạn 2 câu số 8. Timothée nhất đoạn 2 câu 8 cùng đọc với nhau. Dạ, yeah. Xin chúng ta bắt đầu. Vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Phaolô, tại sao Phaolô nói là người nam đưa tay mà không có người nữ đưa tay? Thứ nhất, người nam được là người được đặt trách cái quy quyền là gì? Lãnh đạo. Cái người lãnh đạo luôn luôn là người tiên phong. Và cái cánh tay của người nam đưa lên á, nó đặc biệt lắm. Nó có uy quyền. Chúng ta còn nhớ cái cánh tay của Môi-se không? Khi cánh tay Môi-se đưa lên thì dân Amalek thua. Nhưng cánh tay sồi xuống thì dân Israel thua. Vậy đôi khi điều này nếu gắn trách nhiệm cho mấy ông mà không đưa tay lên cầu nguyện đó, nhà của mình thua. Có phải không ạ? Bây giờ mình đưa tay lên để cầu nguyện, đưa tay lên là ngợi khen. Chúng ta thấy cái quý quyền của Chúa cho để chúng ta cầu nguyện cho người này, cầu nguyện cho người kia, chúng ta ngợi khen Chúa. Nhưng cũng là một dạng đưa tay. Nhưng mà đưa tay gì? Giận dữ và cãi cọ. Không biết từ đâu mà người đàn ông tự cho mình có quyền là đàn ông là nóng tánh.
có chỗ nào cho phép đàn ông nóng tánh không? Có chỗ nào cho phép đàn ông boxing không? Không có. Đừng bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Mình lấy cái khăn môi xoa đó, mình phớt phớt lên mặt thôi. Có mấy ông nói thêm nhưng mà bên trong độn cái trái pizza. Thật ra khi nào chúng ta mới tỏ cái sự giận dữ ra vậy anh chị em? Bất lực. Hoặc là tỏ cái quý quyền ra cũng gọi là giận dữ, nó cũng là một cách tỏ quy quyền. Vua một là một quan khi mà xử một gì đó, cầm cái chạm, thảy lên cái là chạm. Giận là vì cái người này không có sự ăn năn. Đức Chúa Trời cũng có tỏ ra cái sự giận dữ của Ngài, phải không ạ? Nhưng khi nào, tại sao Ngài lại tỏ ra sự giận dữ đối với dân sự của Ngài vậy? Khi họ cứng lòng, họ cứng lòng nổi loạn thì Chúa mới tỏ cái cơn giận của Ngài ra trên đời sống của họ. Cho nên cái trách nhiệm thứ ba mà người đàn ông là, đó là gì? Đó là đưa tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện. Cái trách nhiệm của chúng ta là người chúc phước, như Môi-se đã đưa tay lên thì dân Israel chiến thắng. Và chúng ta thấy rằng có một ông, ông lớn tuổi rồi và ông đặt tay trên cháu của mình, mà đặt tay chéo. Anh chị còn nhớ ai không ạ? Ông nào đặt tay chéo ạ? Jacob. Jacob đặt tay trên hai cháu nội của mình, mà Ephraim và Manasseh. Ông đặt tay như vậy thì Joseph nói là không, cha thằng này lớn, đặt tay phải lên, thằng nhỏ đặt tay này lên. Thì ông Jacob, mặc dù ông làng mắt rồi, ông nói cha biết, cha thích đặt vậy nè. Bởi cái sự đặt tay để chúc phước quan trọng lắm. Sáng nay tôi gặp một sư liên và ngồi nói chuyện. Một sư nói là hôm nay cầu nguyện đó, Chúa nhắc một điều, đó là cầu nguyện cho những người trưởng lão của hội thánh, đặc biệt là người hầu vị Chúa. Ví dụ như một sư Nho, Nguyễn Văn Nho, ông có thầy yếu, ông đi lên người ta có thầy diều, nhưng ông bà chị em tin cái lời cầu nguyện của ông có quy quyền không ạ? Ông bà chị em tin ông lời cầu nguyện của ông có sự sức giàu không ạ? Chúng ta còn nhớ một ông tên là Elise. Các Vua Thứ Nhì chương 13 nói rằng bởi vì cái bệnh này cho nên Elise chết. Elise yếu lắm rồi. Nhưng mà có một vị vua còn trẻ tên là Joab. Elise kêu hãy đưa Joab đến. Và Elise nói hãy lấy cung. Joab lấy cung. Hãy lấy mũi tên. Joab lấy mũi tên. Và ông kêu hãy giương cung. Anh chị em còn nhớ cái câu chuyện đó không? Chúng ta xem Các Vua Thứ Nhì chương 13. Câu 15 ghi như thế này. Elise bèn nói với người rằng hãy lấy cung và tên. Joab lấy cung và tên. Câu 16. Elise lại nói với vua Israel rằng hãy lấy tay người giương cung. Vua bèn giương cung. Elise còn sức để giương cung không ạ? Không, ông yếu lắm rồi. Nhưng mà ông kêu Joab rằng lấy cung và tên. Và Joab là một vị vua trẻ, cho nên Joab đã giương cái cung. Cái điều gì tiếp theo đó ông bà chị em? Chưa có bắn đâu. Rồi tay Elise đặt tay mình trên tay vua. Mời Minh Đạt lên đây. Giả sử đây là một vị vua trẻ. Đây là một đứa con bé bỏng của tôi. Có thể tôi không còn có sức lực. Vừa rồi vật tay với tôi, đối vị chứ ai thắng à? Tôi thắng là bạn này thắng à?
Đạt thắng hả? Không, tôi thắng. Tại vì tôi đưa tiền cho anh Đạt. À, bây giờ cái hành động dương cung. Mũi tên nha, dương cung bắn. Tôi không còn sức để bắn đâu. Thật mà cho em nhiều khi leo lên chút xíu làm cái này. Ngày xưa mấy cái này là tôi làm hết, không có gì khó với tôi, chạy điện hết, cái này tôi làm có gì khó hết. Nhưng bây giờ leo lên chúng hồi cái chân nó rung. Giống như một sư nho đó là đi dưới kia lên đây là đi không nổi, đi rung. Nhưng mà quy quyền không hề rung à. Amen. Quy quyền không hề rung. Và bây giờ thì vô ách dương cung. À, có thể không nhìn thấy mà lên xe đâu, xe nhỏ xíu à, không có nhát là nhỏ xíu à, không bị phất cái chân đâu. Nhưng mà tay của Elise trên tay của Joash và làm gì? Bắn. Dạ, yeah, rồi cảm ơn con. Yeah. Ông bà chị em ơi, người lãnh đạo cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Người lãnh đạo gia đình cực kỳ quan trọng. Người lãnh đạo gia đình mà kính sợ Đức Chúa Trời thì đó là phước hạnh cho cả gia đình. Người lãnh đạo gia đình mà làm gương thì phước hạnh cho tất cả các con cái. Người lãnh đạo gia đình đầy khôn ngoan thì con cái của mình đó là một cái điều tuyệt vời dành cho con cái của mình. Người lãnh đạo đầy yêu thương thì con cái sẽ sống lên trong một cái môi trường được sự trang hòa và nó lớn lên trong sự trọn vẹn, nó không có mất cân đối. Cho nên hỡi những người cha, hỡi những người làm lãnh đạo gia đình, hỡi những người sẽ làm lãnh đạo gia đình, mà cho em biết vai trò của chúng ta cực kỳ quan trọng ở trước mặt Chúa. Chúng ta được trao cho quyền, nhưng chúng ta cũng được trao cho trách nhiệm. Đừng như là Cain nói là gì? Tôi là người giữ em tôi sao? Đừng như là Abraham chối bỏ vợ của mình, đừng có nói là vợ, người ta sẽ giết anh. Hãy nói là em gái đi, để người ta giữ tròn mạng sống cho tôi với chứ. Nhưng mà đến khi, trước khi có Isaac, thì ba thiên sứ của Giê-hô-va đã đến và hỏi Abraham, Sarah vợ ngươi đâu rồi? Abraham trả lời như thế nào mà chị em? Nàng ở trong trại. Ông không còn từ chối nữa, mà ông nói nàng ở trong trại. Có lúc nào đó Chúa hỏi con, vợ con đâu rồi? Chúng ta trả lời sao? Tôi là người há giữ vợ tôi sao? Được không ạ? Xin Chúa giúp đỡ những người nam của Đức Chúa Trời. Một lần nữa hỏi những người nam, tôi tới đây mà nói rằng là Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã chọn con. Nói đi ạ. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chọn con. Con là người có trách nhiệm. Con là người trao cho quý quyền. Và con có trách nhiệm cho gia đình của mình. Amen. Đừng đổ lỗi cho Eva. Đừng đổ lỗi cho bất cứ hoàn cảnh nào. Và hãy nhận cái trách nhiệm về chính em. Bởi vì khi ngay khi em nhận trách nhiệm thôi, thì Chúa đã thấy và Ngài ban phước rồi. Nhưng nhớ đừng có giật cái cù chỏ như vậy. Đau vợ lắm. Năm 2008, lúc đó chúng tôi bị bế tắc về tài chính. Khi mà đứa con trai giữa tôi được sanh ra, thì chúng tôi rất là khó khăn. Tôi không có đủ tiền để mua một cái tô hủ tiếu gõ cho vợ tôi ăn. Lúc đó vợ tôi vừa sanh Minh Tiến ra khoảng 4-5 tháng gì đó, thì vợ tôi lại có cha có thai Minh Đạt. Tôi không có tiền để có thể mua sữa cho vợ, cho con mình bú, mà mua đồ ăn cho vợ ăn để có sữa. Lúc tôi hoàn toàn tôi bị bế tắc anh chị em. Và một ngày nọ thì Chúa hỏi tôi, ai là người cung cấp tài chính cho con đi học vậy ta? Tại trước đây vợ tôi khi mà chưa có sanh con thì vợ tôi phải may vá rồi làm có tiền, mà cứ làm mỗi lần mà đi lãnh giao hàng xong đặt hàng nhận tiền về, anh tiền này 1/10 nè, này tiền sữa nè, tiền nhà nè, tiền này tiền kia, tiền của anh nè. Vợ tôi hãnh diện lắm, đi đâu tôi cũng khoe nên cảm ơn Chúa, vợ tôi là người cung cấp tài chính cho tôi hầu vì Chúa. Nhưng đến một lúc tôi không còn cái gì cả. Bây giờ đó sanh con ra, bây giờ chưa có thể làm được, chưa có thể may vá được, thì bây giờ mang thêm thai đứa thứ ba. Rồi cái thằng giữa thì nó cứ khóc. Mà miếng mà vợ tôi
ẩm nó và tôi ru nó thì nó nín, mà dừng lại thì nó khóc. Cầu nguyện chối cột quăng ném đủ thứ hết trơn nó vẫn khóc. Đấy, khi Chúa nói là ta làm, ai là người cung cấp tài chính cho con? Thì ngay lúc đó tôi ngồi ngay cái bàn máy may của vợ tôi gục đầu xuống, tôi nói dạ con hiểu rồi Chúa ơi, xin tha lỗi cho con. Ngay đó Chúa phán luôn, ta vì con ban phước cho nhà của con. Con hãy hầu vì ta đi, vợ con chăm sóc con cái. Con hầu vì ta sẽ ban phước cho nhà của con. Con hầu vì ta ban phước cho nhà của con. Con đứng vào đúng cái vị trí của con đi, ta sẽ ban phước cho nhà của con. Amen chị em. Khi chúng ta đứng vào đúng cái vị trí mà Chúa giao chúng ta, thì phước hạnh và sự thương xót của Chúa theo chúng ta. Đừng thay đổi cái thứ tự của Chúa, bởi vì thứ tự này không phải do chúng ta sắp đặt, mà do Chúa Ngài sắp đặt, và Ngài có quyền sắp đặt. Chúng ta đi đúng vào trong quỹ đạo của Ngài thì phước hạnh của Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Và tôi amen với Chúa. Tôi nói lại Chúa con hiểu rồi. Tôi bước vô tôi nói vào tôi, em ơi trả lại cái đơn hàng đi. Em có dám trả lại không? Vì Chúa hứa với anh rằng Chúa sẽ ban phước cho em và chức vụ của anh. Anh hầu vì Chúa và em chăm sóc con cũng là hầu vì Chúa. Tại vì em đang chăm sóc con và con bình an, con không lo lắng thì đó là cái điều phước hạnh để anh được bình an. Anh hầu vì Chúa, anh không có phải lo bằng bất cứ gì cả. Và Đức Chúa Trời bắt đầu Ngài hành động ở trên gia đình của tôi bằng những cái công việc siêu nhiên và tiếp trợ một cách siêu nhiên, thương bà chị em. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Tôi đi nhanh hơn để chúng ta sẽ kết thúc cái bài học chúng ta buổi sáng này. Tiếp theo chúng ta thấy ở đây, dạy khiến các đặng người, khiến dạy các con cùng nội và người làm gì? Giữ theo đạo Chúa. Cái từ giữ theo đạo hay còn gọi là cẩn thận, chú ý đến, coi trọng hay là gìn giữ lời của Đức Chúa Trời. Ngày xưa Chúa đã nhắc nhở dân sự của Chúa như thế nào? Chúng ta xem Xuất đoạn 13 câu 19. Xin chiếu máy. Xuất 13 câu 19. Dạ, chúng ta đọc với nhau ạ. Xuất 13 câu 19. Sẽ bắt đầu. À, Xuất mà. Câu 9 xin lỗi. Rồi, xin đọc. Điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tai người, là một kỷ niệm nơi trán ở giữa người, cặp mắt người. Hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi, và Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xích tôn. Chúa nói rằng cái lời của Chúa đó sẽ là một cái dấu hiệu ghi ở trên trán nè, ở trên tay. Hầu cho gì? Luật của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Tức là luôn luôn phải làm sao nhớ, làm sao tạo điều kiện cho con cái ở trong gia đình của chúng ta nhớ lời Chúa. Tôi thường khi giảng lời Chúa thì tôi lại kêu anh chị em là phải đọc một lần, đọc hai lần, chúng ta nhìn cái câu đó chúng ta còn có thể nhớ được một chút nào đó trong lời của Chúa, vẫn là điều tốt hơn nha. Rồi cái điều thứ hai là gì? Là làm điều công bình. Ở trong Mi-chê đoạn 6 câu 8, cái điều mà Chúa đòi hỏi, cái thánh là gì? Cái điều mà Đức Chúa đòi hỏi ngươi là gì? Đó là làm cái sự công bình. Chúng ta mở ra đọc Mi-chê đoạn 6 câu 8. Mi-chê đoạn 6 câu 8. Rồi xin đọc. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, cái điều gì mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi, há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Đó là điều Chúa đòi hỏi. Ngài đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi là phải làm sự công bình. Dạ. Điều gì tựa như điều ác? Tránh xa. Mỗi một cái quyết định gì đó anh chị em để ý là nó có công chính hay không, có đúng đắn hay không. Chúng ta còn nhớ rằng ông Joseph, Kinh Thánh gọi là ông là người có nghĩa. Cái từ có nghĩa đó không phải là có tình có nghĩa, mà là gọi là cái người công chính. Cái người công chính. Cho nên nghe tin Mary mang thai thì ông, nếu như bình thường thì ném đá, nhưng bây giờ ông lại muốn giấu cái điều đó đi để bảo vệ cho người mình yêu, giống như tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi vậy. Thì ông đang làm cái điều đó là điều công chính. Nhưng mà thần linh thì Chúa hiện ra, Chúa kêu là hãy cưới Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai là bởi Thánh Linh. Cho nên tất cả chúng ta, nếu chúng ta muốn được Chúa ban phước,
Nếu chúng ta muốn được Chúa làm cho ứng nghiệm lời của Ngài đã phán, thì chúng ta chẳng những là được, chúng ta cần dạy lời Chúa cho con cái của mình, nhưng mà chúng ta cũng làm gì? Làm điều công chính. Dạ. Làm điều công chính. Chúng ta biết trong đoạn thứ 16 thì Abraham đã không làm điều công chính. Ông nghe theo lời vợ và ông đã ăn ở với bà Aga để sanh ra một đứa con tên là Ishmael. Và bây giờ thì Chúa đòi hỏi là gì? Làm điều công chính. Vì Chúa muốn có một cái dòng dõi, một dân tộc thánh cho Chúa. Và điều thứ ba đó là làm điều ngay thẳng. Chúng ta sẽ châm ngôn đoạn 8 câu 20 và 21. Châm ngôn đoạn 8 câu 20 và 21. Châm ngôn đoạn 8 câu 20 và 21. Chúng ta đọc cùng nhau. Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Đây là lời hứa của Chúa dành cho những người nào yêu mến Chúa, đi trong con đường công bình và các lối ngay thẳng. Tại vì Chúa, Ngài là đấng công chính, Ngài đi trong sự ngay thẳng, Ngài đi trong sự công bình. Cho nên bất cứ một cái điều gì tựa như điều ác, bởi vì cái việc phân biệt điều thiện điều ác, chúng ta đã đạt đến cái độ gọi là bằng Đức Chúa Trời, thì đừng bao giờ ông bà cho em nói rằng gì tôi không biết cái điều đó là sai. Bởi vì tiếng nói của lương tâm chúng ta làm chứng về điều đó. Cho nên chúng ta có thể có của cải, nhưng mà không phải của cải thật. Của cải thật nó mới bền vững, còn của cải không bền vững thì sao? Nó sẽ cất cánh mà bay đi. Cho nên ở đây nói gì? Nếu chúng ta đi trong một đường công bình và có lối ngay thẳng thì sao? Làm Ngài sẽ làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cái thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Cho nên cái điều gì mà Chúa chúng ta quyết định đó, chúng ta xét coi điều để có đẹp lòng Chúa không? Có vừa lòng Chúa không? Nếu như vừa lòng Chúa, anh và chị em hãy làm đi. Nếu mà thấy trong lòng của mình có tín hiệu Chúa hài lòng, Chúa gật đầu rồi đó, thì anh chị em làm đi. Có thể người khác không đồng ý, nhưng mà anh chị em làm đi, anh chị em cho thấy phước. Còn nếu mà nó cái tín hiệu nó chưa có chắc chắn thì chúng ta dừng lại và chúng ta cầu hỏi Chúa. Tôi có những lúc mình đi giống như là cầm đèn chạy trước ô tô, mình cứ thấy rằng tốt mà, và chúng tôi quyết định xuống tay liền, gọi là xuống xác ha, và sau đó là thất bại. Cho nên chưa hẳn là cái điều mà chúng ta thấy là đúng, mà là đúng. Nhưng mà chúng ta đi trong con đường lối của Chúa đi, thì chính Chúa, cái tín hiệu của Thánh Linh của Chúa nó rõ lắm. Nếu mà nó còn 50-50 thì đừng quyết định. Nếu 50-50 như vậy là đừng quyết định. Còn khi chúng ta thấy có chỉ cần là 49-51 là được rồi đó. Là tín hiệu đó là chắc chắn. Và quyết định nó sẽ thành công. Amen. Và kết quả cuối cùng là gì? Xin trở lại sách Ký đoạn 18 câu 19. Chúng ta cùng đọc với nhau hai lần câu kinh thánh này một lần nữa để chúng ta sẽ thấy được cái lời hứa của Chúa dành cho chúng ta. Xin bắt đầu. Ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Lần thứ hai, ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va và làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Bây giờ lần thứ ba đọc thế tên của mình vào được không ạ? Thế tên của mình vào nha. Xin bắt đầu. Ta đã chọn Bửu, đặng Bửu khiến dạy các con cùng nội nhà của Bửu giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Bửu. Hallelujah. Amen. Ngài sẽ làm ứng nghiệm. Ngài sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài dành cho những người lãnh đạo gia đình của Chúa. Amen. Hallelujah. Xin Chúa ban phước để qua bài học này, tôi và ông bà anh chị em, đặc biệt là người nam của Chúa, đừng lảng tránh trách nhiệm nữa, nhưng hãy cảm ơn Chúa vì con là người được Chúa chọn. Con là người sẽ có trách nhiệm trên gia đình thuộc thể, và con cũng là người có trách nhiệm trên gia đình thuộc linh. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.